chào các bạn, lại là một ngày lạnh tụt quần nữa và đây là Hit Hà Drama. Mấy hôm nay chắc chắn là bóng đá chiếm hết cả spotlight rồi. Nhưng các bạn ạ, drama thì không vì bóng đá mà ngừng diễn ra. Bởi vì thế nên hôm nay mình sẽ vẫn đem đến cho các bạn một chiếc drama bé xinh mà chắc là các bạn cũng nghe phong thanh rồi, đấy chính là về hiện tượng mà gọi hòa bình trong đêm. Người yêu ơi, đẹp đi, quay về đây. Vâng, chúng ta sẽ đến với Hoa Vinh và drama dám chơi không dám chịu. Mới đây, một bài viết tố nam ca sĩ Hoa Vinh thu hút được nhiều sự chú ý và trở thành đề tài bàn tán xôn xao. Theo đó, cô gái này tự nhận là bạn gái của Hoa Vinh và từng qua đêm với nam ca sĩ. Tuy nhiên, khi phát hiện dính bầu, cô gái trao đổi với Hoa Vinh để tìm cách giải quyết thì bị chối bỏ trách nhiệm về cái thai. Và thậm chí là anh này còn block cả cô gái khi đang nói chuyện. Và idol của chúng ta khẳng định là bởi vì anh xuất ra ngoài chứ không xuất ở trong nên là không thể có chuyện cái thai là của anh được. Trời ơi, tin được không? Và bây giờ chúng ta sẽ đến với 30 giây dành cho giáo dục giới tính. Và hôm nay mình mời đến, mình triệu tập đến đây bạn Trần Hải Sơn, sinh năm 97, sinh viên năm nhất của trường Học viện Ngân hàng. Vâng, bạn Sơn sẽ chia sẻ cùng với mình. Vậy thì xuất tinh ngoài âm đạo có phải là một biện pháp tránh thai an toàn hay không? Xuất tinh ngoài âm đạo vẫn được coi là một biện pháp tránh thai. Đó, tuy nhiên đây không được coi là một biện pháp tránh thai hiệu quả và an toàn. Đó, sở dĩ tại sao ngày hôm nay thì mình sẽ... Hình như là nó còn ít hiệu quả nhất đúng không? Ít hiệu quả nhất. Là khi người ta khảo sát các cặp đôi thì có đến 25% các cặp đôi đều cho rằng là họ rút ra vào đúng thời điểm và hoàn hảo. Thế nhưng mà chính cái số 25% này chính là con số mà những người có thể nói rằng là một vài bộ phận khác là nhanh hơn não, các anh đã không rút ra kịp và đã dẫn đến tình trạng có thai. Thì lý do tại sao ạ? Lý do là bởi vì như thế này. Người ta nghiên cứu ra rằng là trước khi đàn ông xuất tinh thì trong cái chất dịch làm trơn màng ống dẫn tinh đó thì đã có chứa một mảng tinh trùng rồi. Cho nên đây là lý do tại sao mà trong lúc... Tức nói chung là trong lúc đấy thì vẫn đó, có đúng không? Thì vẫn sẽ có một lượng nhỏ tinh trùng chui tinh ra dịch. Ngoài. Đó, tinh dịch chui ra ngoài theo đường tinh dịch. Thế nên là đấy là việc rõ ràng là anh này nói là cái câu là gì nhỉ? Là anh ấy xuất ra ngoài mà không xuất vào trong là... Nó chỉ đúng mà khoảng 75% thôi, còn 25% vẫn có thể xảy ra là trong lúc quan hệ là tinh trùng đã chui và tiếp cận vào trong âm đạo của người phụ nữ rồi. Tức là vẫn có thể có thai được đúng không? Đúng. Nên là cái luận cứ của anh này là nó không xác đáng, nó không đủ thuyết phục đúng không? Đúng. Chính vì cái tính không an toàn và hiệu quả của cái biện pháp tránh thai này, thế nên đây là một trong những biện pháp tránh thai mà các chuyên gia không khuyến khích sử dụng. Nếu các bạn trẻ và các bạn có quan hệ tình dục thì có thể sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn hơn như là sử dụng bao cao su hay là thuốc tránh thai. Và với bản thân của mình, mình chơi hàng ngày nhé, thuốc tránh thai hàng ngày nhé. Rồi chúng ta cảm ơn Sơn và quay trở lại với cả vấn đề chính, vấn đề tiếp theo trong cái bài viết. Đã được mày nói được đi đâu. Vậy thế nên là cái luận cứ của hiện tượng mạng đưa ra nó chưa thực sự thuyết phục và nó cũng không thể chứng minh được cho điều gì cả. Thôi rồi, bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cái bài đấu tố anh chàng này xem tiếp theo sẽ như thế nào. Em phát hiện em có bầu và chính xác là 4 tuần 3 ngày. Là phụ nữ chắc chắn là sẽ tính ra được ngày dính bầu đúng không ạ? Ở đây có ai biết tính như nào? Có bạn gái nào biết tính như nào? Rồi đời mình sẽ xin 500 Google. Tính tuổi thai từ lúc bé bắt đầu hình thành là công việc khó khăn bởi mẹ không thể xác định chính xác động thai trong lần quan hệ nào. Vì vậy, các bác sĩ sản khoa đã đưa ra cách tính chung nhất cho tuổi của một em bé trong bụng mẹ, đó là từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng, ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối cùng. Ví dụ, kinh cuối cùng là ngày 1 tháng 1 đến hôm nay là 28 tháng 2, dựa vào lịch hoặc vòng tròn tính tuổi thai nhi, ta tính được thai nhi đã được 8 tuần hạnh. But how? Sao chị có thể khẳng định được là ai cũng biết tính vậy? Không, mình không biết tính. Và mình tin là rất nhiều các bạn rồi các mẹ cũng không biết. Thôi mình nghĩ là mình sẽ quay trở lại với bài viết đấu tố đi. Thế đấy, nhưng không ngờ khi em nhắn tin cho Hoa Vinh thì anh ta chối bỏ mọi thứ và tìm mọi lý do để không chịu trách nhiệm. Em tuy không còn là con gái nhưng điều em biết rõ nhất đó chính là ba của đứa bé là ai. Em kêu đi xét nghiệm thì Hoa Vinh không chịu, rồi anh ta khó chịu và sau đó chặn Facebook em luôn. Và thậm chí cô gái này còn chia sẻ rằng cô có quay lại clip ở phòng của Hoa Vinh trong ngày qua đêm cùng nam ca sĩ. Cô cũng công khai một loạt tin nhắn tố Hoa Vinh chối bỏ trách nhiệm khi mà bạn gái mang thai. Và qua đoạn tin nhắn có thể thấy là Hoa Vinh sau đó tỏ thái độ khó chịu và hoàn toàn chối bỏ việc đứa bé là con mình, đồng thời chặn luôn Facebook của cô này. Và về phần mình thì cô gái này nhận mình là một diễn viên nghiệp dư đang hoạt động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại thì cái câu chuyện này vẫn đang được cộng đồng mạng bàn tán rất là sôi nổi. Tất nhiên là một bộ phận lớn thì vẫn đang chỉ trích Hoa Vinh tại vì là vô trách nhiệm, dám chơi không dám chịu. Nhưng cũng có một bộ phận là quay sang chỉ trích cô gái. Bởi vì qua những cái đoạn tin nhắn thì có thể thấy là họ quen biết nhau rất là qua loa, kiểu sơ sơ mà đã thể qua đêm được với nhau.
Và nhiều người thì cũng nghĩ rằng cô gái này đã lợi dụng cái tên tuổi của Hoa Vinh để kiểu PR cho bản thân, để nổi tiếng theo, hoặc là bắt Hoa Vinh ăn ốc đổ vỏ chẳng hạn. Và quả thật là cái mối quan hệ này nó cũng là mối quan hệ hời hợt thật, bởi vì Hoa Vinh thì đã xác nhận là đã có qua đêm với cô này, nhưng không phải là quan hệ yêu đương. Không phải quan hệ yêu đương nhưng vẫn qua đêm với nhau là quan hệ gì? Theo chia sẻ của hiện tượng mạng thì cô gái này đã bám theo anh từ rất lâu rồi, thậm chí thường xuyên nhắn tin và gửi ảnh sexy để gạ tình. Hoa Vinh cũng xác nhận là có chuyện anh cùng cô này qua đêm tại phòng riêng của mình vào đầu tháng 11, nhưng một mực phủ nhận việc là chủ nhân của cái thai trong bụng cô gái. Anh chia sẻ: "Tôi nghĩ chuyện nam nữ có cảm tình rồi qua đêm với nhau là chuyện hết sức bình thường, xong rồi thôi. Thế nhưng không ngờ mọi chuyện lại trở nên phức tạp như vậy. Khi nghe B nói có thai với tôi đã rất giật mình và không tin đó là sự thật nên phản ứng rất dứt khoát. Thêm nữa, chỉ cần dựa vào các mốc thời gian ngày 4 tháng 11, 4 tuần 3 ngày mà B đưa ra đủ để thấy sự bất hợp lý. Nếu thực sự có liên quan tới tôi thì cái thai trong bụng B nếu có còn thiếu ít nhất 2 tuần nữa. Tôi thừa nhận có chuyện qua đêm nhưng hoàn toàn không phải quan hệ yêu đương. Tôi chắc chắn đứa bé trong bụng B không phải con tôi." Ok, lại là vấn đề tính tuổi thai. Tôi có mệt mỏi. Từ từ. Đây. Mình tìm được một cái bình luận phân tích cái này để mình đưa cho các bạn xem. Ngày 4 tháng 11 quan hệ, đến 6 tháng 12 thông báo thai được 4 tuần 3 ngày. Như vậy sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Thứ nhất, ngày 4 tháng 11 B rụng trứng, tức là ngày phóng noãn. Cho dù Hoa Vinh không xuất tinh vào trong thì trong quá trình quan hệ tình dục cũng có khả năng có tiết một lượng nhỏ tinh trùng, nếu đủ khỏe vẫn có thể có thai. Cho nên trường hợp này nếu có thai thì yêu cầu đúng ngày 4 tháng 11 B phải rụng trứng. Thứ hai, tuổi thai thì do máy tại phòng khám và bác sĩ chẩn đoán, tức là tuổi thai này tính từ ngày đầu tiên của kỳ kinh nguyệt cuối chứ có tính từ ngày quan hệ đâu mà ra được thai 4 tuần 3 ngày. Nếu gặp nhau rồi quan hệ vào ngày 4 tháng 11 và thực sự dính bầu thì tuổi thai phải là 6 tuần 3 ngày, tức là phải cộng thêm 14 ngày cho ngày đầu của kỳ kinh cuối. Thông tin của cô gái này sai quá sai, thời điểm này mà đi siêu âm thì ngay cả bác sĩ còn chưa biết chắc kết quả, chứ đừng nói đến việc bắt Hoa Vinh phải đi đổ vỏ. Thánh soi này phân tích. Ê, các bạn có thấy như mình là sau khi đọc xong vẫn thấy nó mông lung không? Kiểu làm sao biết chính xác được ngày đầu kỳ kinh cuối cô này là bao giờ, và tại sao lại là 2 tuần, tại sao lại thiếu 2 tuần? Mình nghĩ là cái thông tin này nó vẫn chưa đủ để nó chứng minh được cho điều gì cả. Khi được hỏi có hay không chuyện cô gái tên B yêu cầu anh đi xét nghiệm ADN để xác minh lai lịch đứa bé nhưng anh từ chối, thì Hoa Vinh cũng lên tiếng phủ nhận. "Tôi không hề từ chối chuyện đó. Thời điểm nhận được tin nhắn của B qua Facebook thông báo về việc này, tôi đã không ngần ngại gửi số điện thoại cá nhân và địa chỉ để cô ấy tới gặp tôi nói chuyện. Nhưng tất cả những gì cô ấy làm lại là chụp lại tất cả và đăng lên mạng để bóc phốt tôi." Khi được hỏi về đoạn clip Hoa Vinh chơi đàn trong phòng ngủ mà B đăng tải để chứng minh có quan hệ tình cảm với mình, Hoa Vinh nói anh không hề biết cô gái quay lúc nào nhưng xác định đó chính là anh. Anh cũng cho rằng việc làm đó của B chứng tỏ cô đã có kế hoạch cho việc này từ trước. Và chia sẻ thêm về lùm xùm bị tố, Hoa Vinh cho biết: "Tôi nghĩ mình chỉ là nạn nhân, trong khi B là người tham vọng lớn và muốn sử dụng scandal với tôi để nổi tiếng. Dẫu sao đây cũng là chuyện chẳng hay ho gì nên lúc đầu tôi quyết định không làm ầm ĩ mà tạm thời im lặng. Trong thời gian sớm nhất tôi sẽ tìm tới tận nhà B để nói chuyện rõ ràng và sẵn sàng đi làm các xét nghiệm cần thiết, nhưng tôi tin là B sẽ không dám đi. Bên cạnh đó, tôi cũng đã liên hệ với một số bạn bè là luật sư của mình để nhận tham vấn và sẵn sàng đối mặt với bất cứ ai muốn hạ thấp danh dự và hình ảnh của mình một cách vô căn cứ." Sự việc hiện vẫn đang khiến mạng xã hội xôn xao với những bình luận trái chiều. Hoa Vinh khẳng định mình không phải là người vô trách nhiệm và anh sẽ dùng mọi biện pháp có thể để bảo vệ danh dự và hình ảnh bản thân trong mắt những người yêu mến mình. Và việc của chúng ta bây giờ vẫn là ngồi và chờ xem là cái kết quả, cái diễn biến của cái drama nó sẽ đi đến đâu. Và nhân cái vụ việc này thì mình cũng đã tìm hiểu thêm, đọc thêm những cái bài báo thì mình mới phát hiện ra là không có một cái biện pháp nào an toàn hơn là cái việc sử dụng những cái biện pháp tránh thai trực tiếp, như là các anh các chị hãy bảo vệ bản thân mình và các kiểu tiếp vào các sơ kia qua đây, đúng không? Vâng, và sơ vẫn ngồi ở đây. Ngại quá, nói về cái vấn đề này nó cũng bị ngại mồm ấy. Thôi, vậy hẹn các bạn trong cái số drama tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Mình sẽ cập nhật ngay khi có thông tin mới. Bye bye. Bye Sơn đi. Nếu như các bạn muốn xem thêm nhiều những chương trình hoặc là những show, những clip về giáo dục giới tính thì các bạn có thể lên Không. Bao su có hai loại nhá, bao su nữ và bao su nam. Nhưng mà nữ. Ủa nữ đeo kiểu gì? Nữ có bao su mà, nhưng nữ cái loại của nữ ấy thì ít được người ta sử dụng hơn bởi vì nó khó đeo. Nam thì dễ dàng hơn và cái thoải mái, còn nữ nó không hiểu đeo vào đâu nữa. Thì nó chỉ là đeo nó còn minh họa. Rồi cắt. Nhớ like, share, subscribe channel nhé. Bye bye.